Hôm nay tôi sẽ thử thách sinh tồn trong một khu rừng bị cháy và biến thành một con kangaroo Yonchosik bị ký sinh. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại trở nên như vậy? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Chào các bạn, tôi là một con kangaroo bình thường giống như bao nhiêu sinh vật khác. Nhưng mấy ngày hôm trước, khu rừng của tôi xuất hiện một lũ ký sinh trùng ngoài hành tinh vô cùng ghê tởm. Bọn chúng chuyên chui vào xác của những sinh vật ở đây và biến họ thành những con quái vật ăn thịt. Chúng tôi đã tìm mọi cách để đẩy lùi bọn chúng đi và cuối cùng cũng đã tìm được. Chúng tôi nhóm một ngọn lửa lên, khiến bọn chúng nóng và bỏ chạy. Tuy nhiên, ngọn lửa đó lại lan rộng, khiến cho cả khu rừng của chúng tôi đang bị cháy. Lũ ký sinh trùng đáng ghét đó. Cuối cùng, bọn chúng cũng thua cuộc. Bọn chúng cũng rút khỏi nơi đây rồi. Nhưng làm sao để dập lửa khu rừng của chúng ta đây? Thôi, sao chết? Chúng ta quên mất điều này. Mọi người, mau nghĩ cách dập lửa đi. Ngọn lửa càng ngày càng lớn rồi kìa. Không ổn rồi. Nóng quá. Nếu để tiếp tục lửa lan rộng như thế này, tất cả muôn loài sẽ chết theo mất. Đúng rồi, là loài voi sẽ giúp chúng ta dập lửa. Hả? Dập lửa thì liên quan gì tới loài voi? Loài voi có cái vòi phun nước, họ có thể lấy nước ở nơi xa đem tới đây cứu lửa chúng ta. Được rồi, mọi người ở đây cố gắng đừng để cho lửa lan rộng, tôi sẽ đi tìm họ gấp. Tôi cũng cấp tốc lên đường, di chuyển không ngừng nghỉ và cuối cùng cũng đến được khu vực loài voi hay sinh sống. Tôi ngó ngang, ngó dọc, nhưng chẳng thấy ai cả. Cho đến khi tôi nhìn về phía trước. Thật đáng ghét. Bọn chúng chết hết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Thật khốn kiếp. Ngươi đã giết chết mày với. Hả? Như thế này, một con kangaroo à? Ngươi tới đây làm gì? Một con hươu cao cổ, quái gì? Không lẽ ngươi đã bị lũ ký sinh trùng chiếm lấy xác? Chết tiệt. Ta tới đây là nhờ lũ voi chữa cháy cho khu rừng của ta. Nhưng thật không ngờ là nhìn thấy cảnh tượng ngươi giết chết bọn họ. Cầm mồm ngươi lại đi. Ta không phải như ngươi nghĩ đâu. Và lũ voi này không phải do ta giết. Sự thật rành rành trước mắt của ta, làm sao ta không tin được? Với lại, tất cả những sinh vật nào bị lũ ký sinh trùng các ngươi chiếm lấy xác đều trở thành những con quái vật khát máu, cắn xé tùm lum. Nhưng ta thì ngoại lệ. Mặc dù ta bị lũ ký sinh trùng chiếm lấy xác trước đó và biến ta thành thứ ghê tởm như thế này, nhưng ta đã đẩy nó ra khỏi cơ thể ta và tự ta vẫn làm chủ cơ thể của mình. Đúng là đồ gian xảo. Đến nước này ngươi còn chối nữa à? Hả? Chết tiệt. Mẹ kiếp, ta không làm mà bắt ta chịu à? Con kangaroo này cho ngươi chết nè. Xin chào, có muốn trở thành chủ thể của ta không? Không, thư ký sinh ngoài hành tinh này. Rõ ràng khu rừng đã cháy. Các ngươi đã sợ bỏ chạy hết rồi mà. Không sai, bọn ta rất sợ lửa. Nhìn thấy lửa là bọn ta bỏ chạy. Nhưng ta đã bị tách đàn, bị bao quanh bởi một ngọn lửa hừng hực. Ta trốn xuống một dòng nước. Cho đến bây giờ, ta ngồi lên lại thì thấy ngươi nằm ở đây. Chết tiệt, thật không ghét cho ngươi. Mau cốt chỗ khăn. Đừng. Thành công rồi. Cuối cùng, ta đã có được chủ thể mới rồi. Vậy là chuyện kinh khủng nhất cũng đã xảy ra. Thân xác của tôi bị khống chế hoàn toàn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nóng quá. Trời đất ơi, sao giờ này kangaroo đi gọi lời voi tới đây giúp chúng ta còn chưa quay về nữa. Lửa đã lan tới hang ổ của tôi, đốt chết hết mấy cái trứng của tôi rồi. Phải làm sao đây? Chết tiệt, không lẽ kangaroo đã bị lửa thiêu chết trên đường đi tìm loài voi rồi hay sao? Mọi người hãy thật bình tĩnh, hãy nghĩ ra cách để dập tắt lửa trước đi. Hả? Lúc này chẳng ai biết rằng cơ thể của tôi đã bị ký sinh chiếm lấy thân xác. Họ nghĩ tôi quay trở về là để giúp họ dập tắt khu rừng. Nhưng tôi lại nhìn họ một cách thèm thuồng, nước miếng chảy nhiễu nhão, dường như
Tôi đang muốn ăn lấy thịt của họ. Đây, đây, Kangaroo, cậu đi gọi lời voi mà. Sao không thấy con voi nào tới đây dập lửa hết vậy? Nhưng sao người của cậu gớm ghét thế kia? Hả? Thì ra, các người quen biết với chủ thể của ta. Nhưng ta không phải tới đây để giúp các người dập lửa, mà là ta muốn xé xác, ăn thịt các người để bồi dưỡng cơ thể của ta. Chết tiệt, cậu nói cái gì vậy? Không lẽ cậu ấy đã bị ký sinh trùng chiếm lấy xác? Con bò kia, có lẽ người thông minh nhất trong bầy bò đó. Nhưng đáng tiếc, tất cả các ngươi sắp trở thành thức ăn của ta rồi. Và một điều kinh hoàng khác lại tiếp tục xảy ra. Lúc này cơ thể tôi bị ký sinh khống chế, không còn biết gì nữa, liền lao tới. Những loài động vật khác đang chờ đợi tôi về dập lửa, cắn xé bọn chúng, nhai đầu bọn chúng, khiến bọn chúng chết một cách vô cùng đau đớn. Vậy không lẽ thế giới động vật sẽ bị diệt chủng bởi tay của tôi hay sao? Mẹ kiếp, thì chết tiệt kìa, ngươi thật độc ác. Một con hươu cao cổ su cho xích bị ký sinh, ngươi cũng như ta, sao nói ta độc ác chứ? Cái gì thế này, Kangaroo, sao ngươi lại thành ra thế này? Chết tiệt, không lẽ ngươi bị ký sinh ngoài hành tinh, không chế cơ thể rồi hay sao? Hả? Ta nhận ra ngươi chính là kẻ đã giết chết con Kangaroo này, để ta nhập vào trong cơ thể của nó. Cảm ơn ngươi. Chết tiệt, đúng là lũ ký sinh bẩn thỉu. Ta không giống như các ngươi đâu. Ta không bị lũ ký sinh khống chế, đầu óc ta vẫn tỉnh táo. Ta vẫn là một con hươu cao cổ, mặc dù thân thể ta là quái vật vô tri sinh. Cái gì chứ? Mẹ kiếp ngươi, vậy bây giờ ngươi định làm gì? Ngươi định giết ta à? Ngươi đã biến con Kangaroo này thành dạng vô tri sinh. Vậy thì ta sẽ giúp nó đẩy thứ ký sinh trùng ngươi ra ngoài, để nó tự làm chủ bản thân của mình. Chết đi, ngươi dám. Thế là một cuộc chiến kinh hoàng giữa bản thân của tôi đang bị khống chế với quái vật hù dù cho xích cũng đã diễn ra giữa khu rừng đang cháy hừng hực. Tiếng la, tiếng hét, tiếng cháy, tiếng nổ vang khắp mọi nơi. Từ quái vật hù dù cho xích kia, mày thật to gan, mày muốn đẩy tao ra khỏi cơ thể này à? Được lắm, vậy thì tao sẽ cố gắng hạ gục mày rồi chiếm lấy cơ thể của mày luôn. Với sức lực của cái cơ thể Kangaroo này à, mày đừng có ảo mộng nữa, hãy xem sức mạnh thực sự của ta đây. Đáng ghét, mày dám khinh thường ta hay sao? Phải được, chúng ta cùng nhau ra một chiêu cuối cùng, coi ai là kẻ chiến thắng. Cuộc chiến cũng đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và cũng đến lúc nó phải kết thúc. Lúc này quái vật hươu cao cổ nhanh chóng nhảy lên cao, rồi dùng xúc tô của mình thọc vào bụng của tôi, lôi thứ ký sinh trùng kia ra và giết chết, khiến cho cơ thể của tôi bắt đầu hồi phục và dần dần tỉnh táo lại. Này, ngươi tỉnh chưa? Lại là ngươi muốn gì? Ngươi muốn gì nữa đây? Ngươi đừng có hiểu lầm về ta nữa. Bản thân của ngươi bị ký sinh trùng khống chế, là mất đi khả năng tự giác. Ta giúp ngươi loại bỏ thứ đó ra. Bây giờ, ngươi giống như ta. Thì ra là như vậy. Thôi được rồi, mau đứng dậy. Chúng ta cùng tìm cách dập lửa khu rừng này, rồi đi bảo vệ muôn loài khác. Kể từ đó, tôi chính thức trở thành đồng đội đồng hành cùng quái vật hươu John Joseph. Chúng tôi không những dập tắt lửa cả khu rừng, mà còn bảo vệ muôn loài khỏi lũ ký sinh trùng khác. Tiến lên nào, quái vật Kangaroo John Joseph. Thứ đó đã bị ký sinh khống chế cơ thể rồi, mau tiêu diệt nó luôn đi. Về phía của lũ ký sinh trùng, sau khi bọn chúng bị chúng tôi đánh đuổi ra khỏi khu rừng, bọn chúng cũng đã tràn lan tới những nơi tối tăm và chiếm lấy xác của những con quái vật kỳ quái. Sau khi chiếm lấy thành công, bọn chúng quay trở lại khu rừng để bắt những động vật chúng tôi ăn thịt. Nhưng cũng may lúc này có sự xuất hiện của Kangaroo John Joseph tôi đây, cùng với quái vật hươu John Joseph, chúng tôi đã thành lập lên một đội để tiêu diệt lũ quái vật này, bảo vệ khu rừng thiên nhiên hoang dã. Cố lên quái vật Kangaroo, tôi bị nó đánh bật ra rồi. Cậu hãy tiếp cận gần nó, dùng móng tay của mình móc thứ ký sinh trùng để ký sinh bên trong ra đi. Tôi hiểu rồi quái vật hươu John Joseph, tôi sẽ làm ngay đây. Hay lắm, chúng ta là giết thêm một con quái vật bị ký sinh nữa rồi. Nào, đi
qua nơi khác tiếp tục bảo vệ khu rừng của chúng ta thôi.